Với những dòng pin laptop thế hệ cũ, lâu đời từ nhiều năm về trước sẽ rất dễ hư hỏng với việc vừa sạc vừa sử dụng. Nhưng với công nghệ pin Li-ion, điều này sẽ không còn xảy ra bởi đa số các dòng laptop hiện nay đều được trang bị pin Li-ion tích hợp bộ chuyển mạch và có khả năng tự động lựa chọn nguồn điện cấp phù hợp. Khi tự động lựa chọn nguồn điện cấp phù hợp, khi sạc đầy pin thì máy sẽ tự động chuyển sang dùng nguồn điện trực tiếp để sử dụng laptop. Với cơ chế này, pin laptop sẽ không bị ảnh hưởng. Đối với laptop thì mình hoàn toàn có thể là vừa sạc vừa dùng được. Thì như mình chia sẻ khi nãy thì nếu mà máy mình đang cầm điện, đặc biệt là những dòng laptop như mình, thì nếu mà mình không cắm điện thì sẽ không đủ nguồn để mà sử dụng cho những cái hiệu suất cao. Cho nên là khuyến khích khách hàng là vừa cắm sạc vừa dùng và mỗi lúc mọi nơi sẽ an toàn cho cả pin và máy hơn. Tuy nhiên, có một điều thực tế mà người dùng nên chú ý, đó là nhiệt độ máy khi sử dụng. Bạn có thể vừa sạc, vừa dùng laptop, nhưng nhiệt độ trực tiếp từ laptop tỏa ra có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu máy có nhiệt độ mát thì sẽ không đáng lo ngại, nhưng mà nếu nóng thì bạn nên trang bị thêm đế tản nhiệt dành cho laptop. Vậy có nên vừa sạc, vừa dùng laptop hay không? Câu trả lời là nên, hoặc sạc khi máy vẫn còn gần nửa pin, không nên để máy cạn pin, sập nguồn rồi mới sạc điện. Và hãy tạo cho mình một thói quen thường xuyên sạc pin laptop khi sử dụng để không làm chai hoặc là hỏng pin. Những cái dòng sản phẩm mới này không sử dụng cái công nghệ pin cũ mà phải sạc cạn rồi mới sạc đầy như trước đây mà mọi người được biết. Cho nên là mình khuyên mọi người có thể cắm sạc lúc nào thì cứ cắm sạc lúc đó để mình hạn chế cái số lượng chu kỳ sạc và xả của máy. Tại vì những cái dòng pin mới này nó sẽ hao tổn cái tuổi thọ pin theo cái số lượng chu kỳ sạc. Cái thứ hai đó thì khoảng tầm 1-2 tuần thì anh em nên xả, mọi người nên xả sạc pin và mình sạc lại một lần để mà nó sạc pin nó giải phóng năng lượng và nó sẽ tích đầy lại thì nó sẽ tốt hơn. Với những trường hợp người sử dụng lại cho rằng nên tháo pin laptop và chỉ sử dụng nguồn điện trực tiếp để bảo vệ cho pin, điều này là đúng, nhưng bạn nên hiểu rằng nguồn điện không ổn định, nếu như xảy ra trục trặc thì máy sẽ tắt ngay lập tức. Từ đó sẽ kéo theo rất nhiều rủi ro như khởi động lại máy lâu hơn, có thể ảnh hưởng tới chụp, mainboard, ổ cứng, v.v. Chưa kể đến việc là sẽ bị mất dữ liệu mà bạn đang làm việc. Hơn nữa, việc tháo pin sẽ khiến cho chỗ tiếp xúc mạch điện bị bẩn và dễ bị chập điện.